Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này, rất là đặc sản của bác. Đây thì đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì đội thợ thì cũng đã lên đào cái phần móng nhà rồi cô bác ạ. Anh lên từ sớm luôn à? Sớm lên luôn à? Lên sớm rồi mà. Anh chủ đào ấy nhờ, anh nhờ. Đây mình nhưng mà cái này mình đào phần móng xong rồi mình làm ránh nữa nhỉ? Đây nhỉ? Thì thôi, đấy sau thôi. À. Đúng là mình đổ cái móng xong thì lúc đấy là đang chờ cho nó cứng thì đổ luôn cái ránh sâu luôn chứ anh? Thì ránh sâu nữa không biết cái chỗ nước này còn làm kiểu gì nữa. Nước à? Chắc cái đấy làm sâu cho nó bất cái nước ở trong này. Vì bây giờ nước nó còn đang có nhiều thì bây giờ mình làm nó trôi hết xi đi. À, bây giờ mình cũng đã biết là cái mạch nó ra đâu đúng không? Đấy. Chịu bữa đây bữa đến ngày hôm nay thì vật liệu thì mọi cái đã chuyển vào như là hòm hòm rồi các bác. Lúc nào mà xi thì gần gần hết thì anh ấy bảo nhá. Mấy tấn? Đây có mấy tấn? Đây 80 bao. 80 bao 4 tấn. 4 tấn. Nào mà dùng được một nửa thì anh bảo luôn. Tí này khang lấy số điện thôi. Rồi lấy số anh cho chú xong lại chú cùng lấy cho anh ấy, đang vội đi. Cái bà kia mất lại vội đi lên à. Lấy số. Không lọ đấy á? Nguyên ớ, đọc vâng. Số anh cho chú con giấy cho anh đâu. Vâng. Cái bà chú con giấy sát là dạ? Của em bao nhiêu nhỉ? 35 anh ạ. 35 à? 355. 355. Vâng. Anh không có, anh cứ lên trên Google gõ kênh Bản Em là ra số em à. Quên mất luôn đấy. À. Vừa rồi không cho họ lấy tre. Lấy tre á? Vừa rồi lấy tre mà, nhưng mà vừa mới kéo tấm bạt ra phủ xi thôi. Lấy cây điện nó gì. À. Vật liệu anh đếm theo đủ 32 à. Sử vác thóc đi đâu ấy sử? Ơi điểm trường à? À cái này là mình vác thóc thì làm gì anh? Chắc mang đi
sát thử. Sử là chuẩn bị đi đâu ấy? Bác Thao đi điểm trường. Đi điểm trường à? Vâng. À, là bác Thao đi hình như là nộp thuế của bác đấy. Trên vùng cao thì hay gọi là nộp sản phẩm, nhưng mà tính ra là đi nộp thuế. Trong một năm qua là mình làm cái phần ruộng đất của mình ấy, xong là trích ra là chắc là chỗ kia này tầm bao nhiêu cân? Tầm 30 cân ạ. 30 cân à? Vâng. À. Cháu sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Rồi, bây giờ thì đi luôn à? Vâng. Thế bây giờ thì bác thăm ra bên kia xong là về đây luôn nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì anh thợ đang đếm lại sát một chút cô bác. Vừa rồi thì anh vợ thì cháu Lực cũng có bảo với anh rằng là sát là tổng cộng là có đủ đấy, thì anh đếm lại xem và cháu Lực sẽ bàn giao lại cái số vật liệu cho anh thợ luôn. Thì phần này thì cháu Lực sẽ không phải trông coi nữa. Anh thợ ở đây thì anh khác có chịu, anh thợ ở đây là anh sẽ khác có trách nhiệm để mà anh xem vật liệu. Đào móng này thì buổi sáng này đào, mai là làm được chưa anh, hay là chiều đây? Kịp là chiều làm xây móng luôn ấy. Chiều móng luôn à? Ừ. Ô cái này chắc phải là mua cái thùng nhựa để hứng nước nhở? Ừ. À thùng nhựa tí em lấy xuống nhà, lấy nhà của Sử lên. Thấp mà kiểu. Cái kia nó cao đấy, thùng cái nó cao ấy. Cao. Cái này nó lại thấp. Ừ. Thợ anh là có 4 người thôi à? Còn 2 người nữa, hôm nay mới vắng. À, còn 2 người chưa lên à? Mai hôm nay. Mai học chiều. Đây cũng thưa các bác luôn, anh thợ là anh Vinh, còn anh chủ thầu thì là anh ấy chuyên đi thầu xong rồi chạy vật liệu, thế nên là không chưa có lên đây được cô bác ạ. Giao hết lại công việc cho anh Vinh luôn đúng không anh? Vâng. Anh ở nhà anh cũng ở dưới đây thôi nhỉ? Ừ, nhà anh vẫn. Buổi tối thì anh lại làm lán ở đây chứ, bạt ở đây có đấy, bạt lên cắt đây này. Chắc tí mới làm. Tí anh làm. Đang nghiên cứu làm đâu ấy. Ôi, ở dưới gốc cây kìa không? Dưới kìa. Điện thì câu đấy được không? Điện anh dám câu đấy xuống không? Thoải mái, tí họ gia đình nếu cho câu đây luôn. À đâu? Anh bây giờ... Tới này nó không kéo vào. Đúng nhà. Rồi, đằng nào tới này bây giờ mình phải ấy mà. Dây điện thì anh chưa có đâu nhỉ? Đây, cái quản phần dây điện này thì cháu Lực sẽ phải trích cái tiền quý của ba ông cháu ra là để mua cho đội thợ cũng mượn luôn các bác. Máy nữa thì dây điện thì vẫn phải mua thêm. Vâng. Thế thì anh làm nào anh câu được điện này xuống? Một lần nếu hôm nay cũng làm được mai. Vâng. Thế sao vừa rồi anh không đào làm cái lán trước? Đang... Cây thì anh ở đây này, cây thì ở đây này. Đấy, cây ở đây thì anh cứ chặt thoải mái đi cây đấy. Nào, làm. Vâng. Chiều làm nên lắm. Vâng. Cây sẽ làm ăn đâu? Đây này. Cây này luôn này. Mấy cây này lên luôn. Vâng. Đây, mấy cây này anh, hai cây này anh thích xẻ cây nào xẻ, nếu mà chưa đủ thì lên trên này. Trên này có. Hai cây này thì bây giờ anh tính thì nó vào chỗ ấy còn tầm... Đổ cái dâm nó rơi hơn 40 tấm, gần 50 tấm. 50 tấm nữa à? Ở trên kia thì có một đồi sa mộc nữa mà, một đồi cây nữa mà. Không thoải mái thôi. Ừ. Chung là cây ở nhà Sử ở đây thì không phải là lo nghĩ gì, không phải là đi đâu đấy xa. Chỉ quanh quanh ở đây thôi. Ở phía bên kia thì không phải rồi, chứ không bên kia phải thì xé luôn ở đây cũng được. Vâng. Cái cắt này thì bây giờ trong quá trình mà anh vừa làm thì em sẽ vừa là vận chuyển vào đây luôn này. Đấy. Mai cho nó vận chuyển không đặt kia nữa, cắt xa quá. Xa quá? Thế nhờ để đây được không? Mai đào hết móng cho ra đây đi. Vâng. Khoảng không hướng nữa. Hôm nọ là đóng cắt này em mà không lên kịp là đóng sỏi là vận chuyển ở dưới nhà này đấy. Thì lại phải chuyển một lần. Vâng, lại phải chuyển một lần nữa, lại phải mất thêm thời gian thôi. Thế còn trong cái quá trình mà anh làm thì anh em mình hỗ trợ nhau được cái gì thì anh em mình sẽ nói với nhau luôn đấy nhá. Rồi. Mấy anh em cũng thống nhất bàn với nhau từ rất là lâu rồi các bác, cho nên là bây giờ đến hôm nay thì không cần phải nói nhiều rồi. Mấy anh em tự hiểu với nhau cả. Thế trong thời gian qua thì cũng phải nói là
Rất là cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng bản em. Để đến hôm nay thì cũng đã đến ngày mà đào móng nền nhà của ba ông cháu rồi. Đấy, trong khoảng thời gian tới thì độ tầm là hơn một tháng thôi thì ở đây sẽ có một cái ngôi nhà mà phải nói là cái ngôi nhà mà sang xịn mịn mà đẹp nhất ở bản Đồng Sử luôn các bác. Anh Vinh là năm nay được bao nhiêu tuổi anh Vinh nhỉ? 32 tròn. 32 à? Con cái mọi cái thì đủ hết đấy. Hai anh có hai là ba. Hai thằng cò. Hai thằng cò à? Ôi thế thì được quá rồi nhỉ. Tội là mình lấy một cò một gái thì không được. Số thân nó ra thế. Đúng rồi. Ê, bác này sinh năm bao nhiêu rồi bác? Bác này năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 40 rồi. Hơn 40 à? Hơn 40 nhưng mà tóc cũng bạc hết rồi nhỉ. Nói là những người trên vùng cao này có bác này. À, lao động cũng rất là vất vả cho nên là hay có kiểu là già trước tuổi đấy. Thanh niên này năm nay được bao nhiêu tuổi? 201 à? 22. Ở nhà lấy vợ chưa? Chưa anh. Vẫn chưa à? Nhà cũng ở dưới này hay là ở đâu? 26. 26 à? Tiền Phàng à? Thế Tiền Phàng thì lại xa quá nhỉ? Nhà đấy có người yêu không? Lên đây làm thì có xa người yêu? Bán cho ông ở đây kiếm... Tí nữa anh giới thiệu cho. Tí nữa anh giới thiệu cho trên này có mấy em mông. Trên... Được lắm ấy. Nói chung là thùy mị nết nà. Còn anh thì chắc thôi đấy nhở. Anh thì thôi nhở, nhà vợ con thì chắc thôi mà. Trong quá trình làm thì mấy anh em vừa làm vừa chiêu nhau một chút cô bác thì cảm thấy là không khí nó vui hơn hẳn. Anh là có hai đội à? Một đội đang làm cho xí dưới kia nữa à? Không, dồn hết lên đây. Dồn hết đây đã. Mấy ngày nữa mới là tuyển thêm à? Ừ. Anh có nhà tuyển... Dạ? Nhà sơn á à? Ồ, thế thì ba công trình nữa nhỏ. Nhà sơn thì làm nhà... Làm... Cũng phòng trò à anh? Phòng trò. Anh có tuyển thêm phụ xây không? Mấy ngày nữa tuyển thì bảo em. Cho thằng cò này nó lên phụ anh. Đấy. Bây giờ thì hiện tại là thợ cũng chưa có cần người cho lắm cho cô bác ạ, cho nên là vẫn chưa thể gọi em Quân được lên hộ. Nếu mà trong thời gian tới mà em Quân mà lên mà phụ được anh cái gì thì cũng vừa là tạo cho em Quân là công ăn việc làm luôn. Năm mươi cân. Đây, chỗ này còn chừa ra khoảng tầm là 2 mét nhờ. Chừa ra khoảng 2 mét thì mấy nữa chỗ này sẽ láng hết nền cho ba cháu. Mấy nữa mà cứ có nước ở đây thì thỉnh thoảng là giặt rú hay luôn cô bác. Như nền nhà của ba ông cháu rồi, cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Thì đến hôm nay thì cháu Lực không có phải là chia sẻ lên nhiều nữa các bác. Đấy, thời điểm hiện tại thì là mấy anh thợ là đang đào phần móng rồi. Đến chiều thì có thể là được xây móng lên rồi đấy. Đấy, sẽ rất là nhanh luôn. Chỉ là mối tội là vận chuyển vật liệu thì nó sẽ hơi xa một chút, hơi cực các bác. Nhưng mà nó cũng bù lại được rất là nhiều thứ luôn. Sau này nó cũng tiện cho các em là ở gần đất của các em luôn. Với lại là bây giờ mình cần những cái cây ván, cây gỗ thì có thể là mình kiếm ở đây luôn, không phải là đi đâu để mua và vận chuyển ở xa nữa. Đấy.
Phải nói là trên vùng cao này nếu mà làm nhà mà xa cái phần đất ruộng của mình quá thì sau này cũng khó chăm sóc cô bác ạ. Đến lúc mà thu hoạch về thì chạy đi chạy lại, chở thóc, chở đi chở lại, chở phân các kiểu thì nó cũng đi lại nó rất là khó. Thành ra là khó thời gian đầu, nhưng mà bây giờ có thể là mình vận chuyển vật liệu khó, nhưng mà các em sẽ ở đây được cả cuộc đời luôn thì nó sẽ tiện hơn. Còn cái phần ở dưới này thì sau này nếu mà cái tiền quý làm nhà của các em dư ra rồi thì cháu Lực sẽ lấy thêm đá về để kè cho bao cháu thêm phần này đâu các bác, để cho nó chắc chắn và cho nó rộng cái phần sân vườn của nhà bao cháu đi. Đấy, bây giờ thì phải đến tận đây rồi các bác ạ. Đào cái phần móng phải đến tận đây rồi. Anh nhìn trong cái ngôi nhà như vậy, bây giờ đang đào móng ấy, có thể là nó sẽ hơi hẹp một chút, nhưng mà đến lúc mà mình hoàn thiện đi vào trong căn nhà thì sẽ khá là rộng ấy. Vừa rồi thì ông cũng đi ra bên kia là nộp sản phẩm về các bác. Điệu bẹc với cho mày chê. Nay nó thơ ra đây à? Nộp bị cờ đấy, nộp cờ à? Dê, ní à. Nói mấy chuông mẹ dê, mấy chuông à? Vẫn xử hốc ván à? Mì cái cha đây chứ mà, ăn đóng nó mì bố. Ồ, là xả. Ồ, lại bao nhiêu? Ồ, tầm tỷ hạt cháo rồi mê. Tỷ hạt cho 4-5 cây đủ không anh? Con cây to nó nhỏ biết chứ. Ừ. Nữ chát tư cho e gì nữa. Ừ. Bao nhiêu đấy? Năm một tát rồi mê. Đây chậm đây đâu. Đào lên đây, đào lên, đào từ đây đi mà. Dưới này hành lang, dưới là cột mà. Cột thì mình tới này mình làm bực lên thôi. Mình không trồng đây, mình làm cần làm dầm nó có tường đâu, tường nó trong này mà nhỉ, tường nó trong này mà, tường nó đây đi mà. Đấy, sau này ở góc bên này là hai cái phòng ngủ của các bác, còn cái phòng khách thì là ở giữa mà cháu Lực đang đứng như này này các bác này. Đấy, em xử thì hôm nay là đi ra bên kia là hộ người ta tháo nhà hay sao ấy, ông vừa bảo với cháu Lực thế. Đây là anh chuẩn bị làm gì á? Đan. Ông tí đan à? Tâm đan để bị phốt á? Tí đan tí đổ luôn ấy, mấy khoảng 3-4 ngày. Vâng. Thế bị phốt là tí em phải mua cái ống lên rồi nhỉ? Tí anh đi xuống nhà anh Hướng ấy, hoặc em lựa đi. Anh lấy loại bị phốt ống bao nhiêu thì anh lấy luôn đi. Nữa. Nữa vẫn hoàn rách rồi. Nữa. Này lên móng rồi, này bị chân rách rồi, này lên móng rồi. Đi cho tu ẩn thân à, nghe tin lá nó hơi khâu bé này về cho bởi khâu. Quên, cái tháng tiếp bản tháng tiếp nè. Ông thì ông nọ là không nghĩ rằng là cái ngôi nhà mà nó cái chiều dài của nó dài thế đâu cô bác. Ông ấy, ông cứ nghĩ là một cái ngôi nhà mà bé bằng cái ngôi nhà cũ của ông thôi ấy. Đấy, đến sáng hôm nay thì đội thợ chỉ có đào được cái phần móng thôi cô bác. Đến chiều thì chắc là có khi là anh em thợ là đổ móng rồi, xây móng lên rồi. Sử cái văn này bay phải bóng để văn mấy. Sử thì hôm nay ông bảo với cháu Lực rằng là đi hộ người ta là nguyên một ngày luôn cô bác. Đấy, vừa nãy là Sử đi qua đây xong là em ấy cũng đi luôn.
Ngôi nhà thế này nếu mà anh Vinh xây độ tầm mấy tháng là xong anh Vinh là hoàn thiện. Thời tiết ủng hộ thì tầm tháng. Thời tiết ủng hộ là tầm một tháng à? Thời tiết ủng hộ thì cứ chịu. Lúc đang xây. À, cũng đang xây mưa, lúc đang xây nếu mưa là không xây được rồi nhỉ? Đấy. Nếu xây xong mình lập xong là xong chắc thì. Vâng. À. Thì nó cũng nhanh. Nhưng mà đây thì mình phải chắt trước xong mới lập hay là như nào anh? Hay là anh muốn lập trước? Lập trước xong mới chắt. Lập trước xong mới chắt đúng không? Vâng. Vẫn chắt thu hồi xong mình mới lập. Vâng. Lúc mình. Đúng rồi. Lúc mà thu hồi là mình phải chắt trước rồi. Thu hồi mình chắt trước xong mình mới lập. Vâng. Không đau lưng. Không ngồi đứng không đứng. Chắc nó còn khó chứ nhỉ lúc đấy. Bây giờ chú Lực cũng sẽ nói với ông một chút, làm anh nữa cần cái trống thì chặt ở bên này không bác? Thằng Vãn sẽ cần lấy máy thăm bước này chứ mấy gì? Ừ, máy gì? Máy mùi này. Thăm cái máy viên này nọ. Máy viên này. Ừ. Còn à, máy chuông này dạy ra làm thịt cháo về nơi xử đó. Ừ. Chứ mình dình hồ ba. À. Thằng Vãn hồ ba tốt xấu lồ xi măng lông. À. Thêm ly á, thêm ly đây đây. Đây. Thép ly ở ngay trên nhà, góc góc bên kia kìa anh. Thép ly với lại đinh nữa, đinh cũng ở đấy luôn anh ạ. À. Bây giờ thì anh thợ sẽ đan cái bể phốt trước cô bác. Bây giờ thì sẽ phải đào cái bể phốt trước này. Dựng đấy nhờ. Được chưa anh? Ui. Cái kim rồi. Như bây giờ vỏ bao xi chứ lần này. Vỏ bao xi á? Ừ. Cái kim rồi anh ạ? Ừ. Ôi tay anh là trước bị dao thái cỏ chúng à? Dao ấy. Dao á? Ừ. Có tắc rồi. À, đứt được một nửa luôn đấy. Nhưng không phải vỏ bao xi cho nó mới đứt nhanh. Kìm nhỏ nhỉ. Được rồi. Đây là mấy đoạn như này? Ừ, 6 đoạn. Thử thiết bị cho. Cái ngục cả. Hả? Cái tiêu. Mà nó thử thì bắt nó tôi bảy chứ. Mang về hết. Chào chứ. Chào anh. Chào hai tóc thì có. Ờ. Ây à, kỳ coi. Đứt chưa anh? Đứt thì đứt chưa hết. Chặt to cắt gắn phát một luôn. Ừ. Anh bẻ đi. Thôi. Anh Vinh, anh đi làm được bao nhiêu công trình rồi? Mấy năm nay là chuyển xây nhiều hơn à? Ít việc. Ở trên vùng cao này ít khi nhà nào làm xây nhỉ? Hạt nào còn chết lắm mà chỉ đơn giản bảo hạt cắn lại chứ. Mà lại muốn cho hạt tận tháng tư nữa cả. Thế bây giờ cát này là chắc phải gọi thêm rồi anh nhỉ, cát này. Giờ bảo nó tăng bo lên thôi. Đặt cái này chắc chỉ đủ cái dâm thôi, chưa có cột đấy. Cột đấy, thế thì em bảo là bây giờ gọi xe cắt lên đấy. Chứ không ở kia thì vẫn có rồi mà. Kia nó đã chuyển về hết rồi. Chuyển hết kia về hết đó. Bên kia. Nhưng mà ở bên kia nó làm một xe là cắt chắt thôi. À cắt xay thôi. Cắt xay. Một xe là cắt xay thôi, còn một xe là cắt tổng hợp ấy. Là mình cắt sơ bộ về, mình đổ cột thì là cắt sơ bộ thôi. Vâng.
cá sấu bồ với lấn cái này vừa thừa một hai nên tới nó chuyển sấu bồ mãi hiện tại. Đá sấu bồ kia còn tầm độ độ tầm khối nữa. Chuyển sấu bồ lên là đổ hết răng, hết cột, chở cá xoay lên. Bảy khối thì đủ hết cái móng với lại cột hết chưa anh? Thoải mái rồi đúng không? Cộng là thêm đá này vào nữa nhờ. Thôi đây ngắn quá rồi. Liệu này là em lấy lên đủ đấy mà ôi thôi toang rồi. Thế bây giờ cái phần móng thì đang đào đến phần chỗ buồng ngủ rồi các bác này. Hay có thể là bây giờ đang đào như này thì có vẻ là hơi hẹp một chút các bác, nhưng mà đến lúc mà mình hoàn thiện căn nhà ấy, thì ngôi nhà nó sẽ rất là rộng. Một cái ngôi nhà mà 72m2 rồi thì rất là rộng rồi các bác. Đây, bây giờ thì anh thợ đang đan để làm cái bè bè phốt này. Bè phốt á? À. Rồi chắc phải đổ ở trên mấy cái chỗ kia thì nó không vướng nữa chứ. Đây là đổ trước xong mai mới đợi ấy đâu. Nhưng mai làm sắt đấy ông ạ. Mai đan sắt đấy. Mai làm sắt kia nó cũng dùng. Hôm nay là tí là các anh lại về nhà ăn cơm à? Chưa về nhà ăn cơm à? Ừ. Bây giờ thì mới lên thì liều thì cũng chưa làm rồi đúng không? Đấy. Đấy. Ở đây thì các anh cũng ở gần nhà rồi các bác, đi chắc khoảng tầm độ 20 phút đến nhà không anh? Không đến được, anh làm gì đến? Không đến à? 10 phút, 10 phút là đến à? Nhưng mà mấy hôm nữa chắc ở lại đây ăn cơm nhá? Lại mấy hôm nữa là lập lán rồi ở lại nấu cơm nhá? Cơm anh nấu bằng nồi cơm điện hay là bằng bếp củi? Nồi điện. Nồi điện à? Nồi điện với là dùng bếp ga. Vâng. Mùa này thì không phải một quạt máy này nhỉ? Mùa này. Mùa này chân dùng vong lên ấy. Mùa này thì chỉ có chân vong lên thôi. Đến đêm thì thật sự ra là cô bác ở trên này rất là lạnh trên nền nhà của ba ông cháu ấy. Tầm độ một tháng nữa là lạnh gọi là run người luôn rồi đấy. Nếu năm này không nhuận là bây giờ là hiện tại đang là mùa đông rồi anh nhỉ? Đấy, chặt xương giáng xong rồi đây. À. Thấp đi nữa, lại cứng à? Bắt cả bạc một lỗ, nổ hết rồi tên cầm, đang xoay chứ. Thấp đi. Lại. Hôm qua cháu được hỏi ông thì bảo là hôm nay có đào được nền không, thì anh bảo là hôm nay thì đào được không có vấn đề gì cả các bác, cho nên là mấy anh em thợ sẽ cũng là vào là đào luôn. Đấy, mọi cái thì cháu được đều hỏi ý kiến qua ông rồi thì mới tiến hành là vào làm các bác. Thứ để tránh tình trạng của các bác nói với cháu được rằng là làm nhà cho ba ông cháu mà không có hỏi thêm ý kiến của ông thì nó cũng không có được đấy các bác. Còn em Sử thì hôm nay là đi giả công hay là đi hộ người ta là chắc phải nguyên một ngày các bác, đến tối nay mình mới về. Đây chỉ có ông, hôm nay chỉ có ông ở lại đây với cháu Lực thôi. Thông bán đi, khẩn thân mới khả tù cá chứ. Thông bán khẩn thân mới khả tù cá. Mình như cái lãng khả chứ. Hả? Mình như cái lãng khả. Nói xin như nàm anh. Ồ. Khẩn thân mở thì mà tao là tư nữa mà thế lê. Gia đình học từ túc bằng lô. Sao giờ này bố khẩn thân mở khả thủ cá đấy? Sao dễ hơn dân đây khả thủ cá đấy thân mở à? Khả thủ mũ. Ồ, thủ lũ mũ lâu rồi à?
Nước khá chú lên thôi đây, chính phủ văn chỉnh cũng tăng dân rồi. Thì mùi lâu thì thủ văn này ra đi tú khẩn thân mở luôn nọ chê nọ hả chứ đưa nắng nhập đấy. Thỉnh thoảng về buổi trước rồi thì lâu này ơi chứ khóc sắc gì à hầm giờ thằng ha phải căng chảy căng cầu lâu mà ta lão này đúng thử chính rồi đấy. Ta lão thử chính rồi. Ok. Chén chú chén anh rồi đó. Nên bây giờ thì nói chuyện là chiêu ông một chút được không bác ạ? Đấy, hỏi ông bảo là đến sắp đến ngày tân gia thì tính bao nhiêu mâm các kiểu rồi không? Hay bây giờ thì đang đào móng rồi đang tính đến ngày tân gia rồi không bác? Hơi nhanh quá. Hơi nhanh quá nhỉ. Tính trước để mấy đứa làm nhà lúc đấy đưa bơ ngứa anh ạ. Nói là trong thời gian qua thì rất là cảm ơn cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để tới như đến ngày hôm nay này. Ba ông cháu cũng chuẩn bị có thêm một cái ngôi nhà mà mới mà ấm cúng hơn rồi cô bác. Tại kết thúc phim hôm nay thì cháu Lực cũng lên và chia sẻ cho tất cả quý cô bác anh chị là cũng biết là cái nền nhà của ba ông cháu là hiện tại là đang đào cái phần móng rồi. Đến chiều hôm nay thì các anh thợ sẽ lúc đấy thì là đổ được móng rồi cô bác. Bây giờ thì anh thợ chính đang làm cái phần cái nắp bể phốt này. Đấy, bây giờ bể phốt này thì phải đan trước mọi cái cô bác. Cái quá trình mà làm nhà của ba ông cháu tới đâu thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình và cập nhật lên cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên kênh cũng biết. Cái ngôi nhà của ba ông cháu là cái ngôi nhà mà đầu tiên là làm bằng xây cô bác. Như trước kia thì cháu Lực cũng có cùng bên xá là kết hợp lại với nhau là giúp đỡ cho em Cương với lại bà có thêm một cái ngôi nhà mà mới hơn. Nhưng mà ngôi nhà của em Cương là tất cả là đều làm hoàn toàn là làm bằng gỗ. Còn như ngôi nhà của em Sử thì kinh phí của nhà em Sử thì sẽ nhiều hơn. Hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu thì bạn Trình cũng có cầm một cái khoản tiền mà cũng rất là lớn và cháu Lực cũng quàm và cháu Lực cũng cầm một cái khoản tiền mà rất là lớn của bác. Hai kênh cộng lại với nhau thì đủ để làm một cái ngôi nhà cho ba ông cháu ấm cúng hơn rồi các bác ạ. Đấy, như hôm nay thì sắp xếp mọi cái thì đủ rồi anh nhá. Đấy, cũng bàn giao cho anh luôn thì đến tối thì cháu Lực với em Sử là không phải là trông coi vật liệu đâu các bác. Có thể nhìn thấy từ góc ở trên đằng sau nhìn nhà của các em xuống các bác rất là rộng rồi các bác này. Đấy, đằng sau nhà thì cũng cách hơn 1 mét thôi các bác. Cách hơn 1 mét thì đằng sau lúc mấy nữa mà mình làm cái giấy này xong là lúc mà mình đi mọi cái thì nó sẽ rất là thoải mái luôn rồi. Đấy, có thể như là cháu Lực nói đi nói lại một chút được các bác. Bây giờ có thể là đang để đất ở đây này thì ngôi nhà nó sẽ rất là hẹp, nhưng mà đến khi mà mình hoàn thiện cái ngôi nhà xong mọi cái rồi thì ngôi nhà này sẽ rất là rộng luôn các bác. Ngôi nhà này thì
Cháu Lực cũng nói luôn là 72 mét vuông cô bác. Nếu mà như cô bác có thể hiểu biết về trong nghề xây dựng thì cô bác đã biết là cái ngôi nhà của ba ông cháu là sẽ rộng bao nhiêu. Còn cái hướng nhà của các em thì sẽ đi vào dưới quê luôn cô bác. Có thể là nói là sau này chặt bớt cái cây tre này đi này, mấy cây sa mộc này đi thì có thể nói là một cái góc nhìn mà view cũng rất là đẹp cô bác, nhìn ra tận bên kia luôn. Còn phía bên này là cái chỗ mà buồng ngủ rồi, bây giờ thì đang đào móng đến đây rồi cô bác. Cái phần móng thì cháu Lực cũng đào rất là sâu cô bác, cho nó chắc cái phần nhà đi. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển ra bên kia một chút là xem em Sử là đi hộ người ta như thế nào cô bác. Ôi làm gì đây? Làm nhà đây à? Ôi khoan dưới nè. Sử đang đi hộ nhà bên dưới này này cô bác này. Ây, đi vào tham quan một chút nào. Vào tham quan một chút này. Cái nhà của chú này là làm bằng gỗ hết của bác ạ. Ôi bác, tôi tưng mê mà mày nổ. Ồ, sao chưa đến Tết mà có hoa đào rồi? Nếu mà năm nay không có bị nhuộn đấy cô bác thì là bây giờ đang là Tết rồi, chuẩn bị có hoa đào đấy. Dạ, khởi công rồi, đào móng rồi. Chú đã biết làm cái này à? Đây là chú làm à? Chú nhận làm à? Đây là chú nhận làm ở ngôi nhà này. Chú có làm được giường không? Được giường ấy. Giường á? Giường bình thường thì được, nhưng mà giường cao cấp đấy thì chịu. Chú không làm được giường à? Nhà chú có mở xưởng gỗ không? Có á? Nhà chú ở từ đâu? Xa lắm à? Cái chú hôm nọ cháu gặp chú ở trên kia đúng không? Thế cái ngôi nhà này nếu mà tiền công thì làm bao nhiêu tiền chú? Nhờ nhà tiền công đó. Vâng. Hơn 10 triệu. Nó tỷ loại. Hơn 10 triệu đó nhà này. Đến tính nhà tiền công mà nhà gỗ thì cũng nhà này chắc là làm nhà bé không bác? Cháu được nhìn thấy cột nó rất là thấp này. Dân bác à? Dân mở nổ. Dân lục trái, dân ba. Sử đi, đến tối mới về chứ Sử. Đến tối mới về chứ. Bây giờ đến tối mới về rồi à? Cái nhà em Sử thì hôm nay cũng khởi công rồi các bác ạ. Bác có rồi ha. Đây là trước kia là nhà của anh này cũng ra hộ nhà của Sử ấy, cho nên là bây giờ nhà của chú gỡ đi là không có phải là ra hộ của bác ạ. Ủa nhà này được làm lâu chưa anh? Làm lâu rồi. Mọt hết rồi nhở. Thôi nói là nếu mà làm một cái ngôi nhà như này cô bác, đun bếp củi ở trong thì rất là đen luôn cô bác này. Bụi bám rất là nhiều. Đấy, ở bên kia là các cô không có làm được những công việc mà gỡ nhà như này thì đi nấu cơm sao ấy. Ô con lái rồi, tạm mát rồi. Ôi, bác đang tập tiếng à? Nè, lên tập mát à? Cho bó rồi, mà thay rồi đấy tập mát.
Thế nói là có một có nhà nào mà có công việc gì không bác? Hầu như là hàng xóm gia hộ rất là đông luôn. Đây là nói là một cái tinh thần mà người ở trên vùng cao này dành tặng cho nhau ấy. Ồ, cái này bào đi cũng mượt phết đấy chú nhở? Đẹp đấy nhở? Này có mua sơn về sơn không anh? Không à? Thế là cứ thế là dựng lên thôi à? Cái ngôi nhà này chiều cao thì rơi vào tầm bao nhiêu mét? Ba mét. Cái này thì chắc là cột ở ngoài hiên anh nhở? Cột ngoài hiên là 3 mét. Cái ngôi nhà này cao không chú? Cột ngoài hiên nó là 3 mét 3. 3 mét 3 à? Thế cột ở dưới nhà, cột cao nhất là cột bao nhiêu mét? 4 mét dưới á? Ồ, thế một ngôi nhà cũng khá là thấp rồi bác ạ. Thì hầu như là người đồng bào trên vùng cao này thì hầu như là người đồng bào dân tộc Mông của bác thì là một ngôi nhà rất là thấp. Đấy, bên ngoài thì xây cái phần trình tường lên. Ô, cái tường sắp bị đổ sao rồi anh? Ồ. Nhà của anh đúng không? Đây, đi mua gỗ ở từ đâu anh? Thu Tà. Ui, thế vận chuyển xa vết nhở? Nó lấy ô tô chở ra đây anh? À, lấy ô tô trở ra đến điểm trường bên kia, xong là dùng chính sức người của mình. Bác về cô bác, một cái cột gỗ này thì rất là nặng, nó còn khô nữa, nếu mà tươi thì nó có vẻ như là nó sẽ nó còn tươi đúng không bác, rất là nặng, nếu mà nó khô đi thì nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, một thanh như này thì rơi vào tầm độ tầm 50 cân rồi. Anh Sử thì cũng đang đi hộ các cô bác gỗ. À, đây là xếp gỗ cuối ở đây à? À. Ô, đây có bộ giường đẹp phết nhở? Bộ giường này thì mua bác tiền này. Giường này mua bác tiền đấy. Nhưng giường khá là đẹp đấy. Ê, không biết là mua giường này là giường mét dưới hay hiệu nhỉ? Giường chắc mới mua nhỉ? À, mua. Giường này mua bao tiền anh? Triệu 6. Triệu 6 à? Mua từ đâu? Mua cúp bài anh. Cúp bài à? Đây là mét 2 chứ nhỉ? À, anh trai nó mua. À, giường này mét 2 à? Ồ, hôm nay thì khó. Ui! Điều như vàng bạc thế nhỉ? Sử thì cũng có đấy nhỉ? Đùa đâu? Chân tay thì khỏi chứ à? Thế Sử thì hôm nay ra giả công à? Vâng. Giả công à? Vâng. Thế giả hôm nay người ta hôm nọ là trước gia hộ mình chở cát à? Vâng. À, cái hôm đầu kia đúng không? Vâng. Thế thì hộ hôm nay nhá, xong là bây giờ thì trong thời gian này thì sẽ phải tạm gác việc lại hộ người ta một chút nhá. Vâng. Ở phần nền nhà kia là nhiều nhá. Vâng. Đấy, vừa rồi thì thấy là các anh lên đào cái phần móng nhà chưa? Có. Có rồi à? Đấy, thế thì bây giờ thì đi gia hộ đi, gửi một lời chào tạm biệt tới các ông bác bà đấy. Vâng, chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Đấy rồi, bây giờ đi hộ đi. Đấy, không kéo mình nói chuyện lâu quá tí các cô lại nói. Đấy, còn cái thức phim hôm nay chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và như cô bác cũng đã biết rồi là hôm nay thì nền nhà của ba ông cháu là sẽ là hôm là khởi công cho cô bác nhé. Đấy, cháu Lực cũng rất là cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng với bạn em. Còn là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Hiếu ơi, con rắn này Hiếu ơi. Ở đây còn rắn này ăn không? Có, có. Rắn này ăn được mà. Ui. Con rắn to đấy, lấy đĩa vào bao tải đi. Cho vào bao tải đi anh. Còn lấy không? Có. Có thì cho bao tải nó vào. Chưa, chưa. Sửa lấy cho anh cái bao tải sửa. Sửa muốn tháo năm tay cho muốn năm đấy. Đây cái sai thì nó có cái gì đó. Hả? Hui. Chú. Giá này là giá gì? Chân ăn đau à?
Nó ráng chuột thôi cái này. Chuột à? Cái này ăn được mà, con này này. Con chuột. Hùi, ở trong nhà là có rắn luôn đấy nhở? Ở trong này ấy. Nhà tường này nó thế mà. Để tí là tí cái tầm này có con nữa. Đây có con nữa. Tôi chính là tao chẳng kém rồi. Nó tao có được không? Sư sợ à? Dung dung đi. Nhước lên dung dung thế này xong rồi. Đó. Ê. Ê. Cái này nó không khè, không sợ đâu. Không sợ đâu. Con này không đọc đâu. Không đọc đâu. Đây. Cho anh mang đi nhá. Ôi lấy bù lại đi. Bù lại cho anh đi. Đây phải nói là rất là nguy hiểm với cô bác khi mà làm cái nhà như này, ở đằng sau có khi là rắn rết đi vào ngủ cũng không biết đấy. Mới chân nó cho nó đủ sang bên kia này. Đang đẩy. Ôi, nhiều bác ơi. Nhiều ơi. Nhiều ơi. Lung rồi, lung lay rồi, lung lay rồi. Đau lắm. Sắp rồi. Rồi, một tí nữa. Tí là tí chẳng là gì tí là cầu là chắc chú là tí hả.